Xin chào mọi người nha. Hôm nay mình lại đi tiếp tục đi xin tre cho Dùi. Bây giờ có đội quay xung quanh bãi tre của với bác hàng xóm. Bãi này bãi tre măng lay, măng ngọt. Hôm nay nhà bác ấy đang chặt cành để chiết nhiều bạt ngàn tre. Bãi này rộng lắm các bạn. Đây bây giờ được bãi này nuôi rúi đỉnh cao. Đây là một cái về cái chung cũ một vòng quay đường ba đầu tháng 12 có dương. Cái bãi này đợt này măng nhà chủ chặt ít măng ở bãi dưới, bãi dưới nó đã y chặt tre nhiều lắm.